Sao chị không bắt máy em? Sao chị làm lơ em vậy? Chở giùm chú xe đi bác tài. Hả? Lại là anh nữa hả? Ủa sao đi đâu tôi không gặp anh hết trơn vậy? Ủa kiếp trước tôi mắc nợ gì anh hay sao vậy? Nhanh nhanh đi bác tài ơi. Anh thấy trong mặt ở đó mà ói vô trong xe của tôi hả? Anh muốn đi thì anh phải đặt áp chứ. Đặt áp đi. Gì gì đây? Tiền đó. Anh phải đặt áp chứ làm sao mà tiền gì được. Ây da, ây da, ây da, ây da cậu. Ôi da. Nè nè, tôi không có chở đâu nha, chưa phải không chứ. Làm gì vậy? Thôi được rồi, tôi mượn cái dây đó. Coi như là tôi còn nợ anh cho nên là bây giờ tôi sẽ chở anh về. Không thì tôi quăng anh giữa đường rồi đó. Giờ đội nón đi. Lại vô. Bây giờ nhà nó đâu? Nhà ở đâu đó tôi chở về. Nhà ở đâu bây giờ cũng không nhớ nữa, gài đó sao phụ coi. Ngồi cho chặt nữa chưa? Ôi gói gì gói hàng vậy đó. Đúng là cái đồ vô dụng mà. Hên cho anh là tôi đã về nhà anh một lần rồi đó. Ngồi yên đi chưa? Ngồi yên, té bây giờ. Ôi da, ôi da, mệt quá. Tới rồi nè. Trời ơi, từ trước tới giờ toàn là chở người bình thường không à. Có bao giờ mà chở người như chở hàng như vậy đâu. Còn cột cột nữa chứ. Đưa cái dây cho tôi. Trời ơi, chưa bao giờ đi cái cuốc nào mà cực khổ cái cuốc này hết trơn á. Vậy làm gì vậy hả? Bây giờ anh dậy không? Anh không vậy là tôi cho anh ở đây luôn á nha. Cho nhanh lên dậy đi. Nè sàm sỡ hả? Không biết là hả xỉn thiệt hay là giả bộ nữa. Sàm sỡ tôi bây giờ mà anh không dậy vậy nha, nha tôi cho ở đây luôn, biết chưa? Tôi bỏ luôn đó, nghe không? Dậy chưa? Dậy chưa? Cành kia. Dậy. Hả? Là cô nữa hả? Sao cô ám tôi hoài vậy? Hả trời. Trời, nhìn tôi mà làm như nhìn ma vậy đó. Sực tỉnh dậy xong rồi thấy tôi tưởng ma cái xỉu hả? Hả? Nè, tôi đặt tháo nón nè. Đừng có giả bộ xỉn xong rồi lấy luôn cái nón bảo hiểm của tôi hả? Dậy 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 dậy. Dậy nhanh lên. Dậy nhanh lên bước vô nhà. Dậy nhanh lên bước vô nhà cho tôi. Bây giờ làm sao đây? Cái chuông rồi. Nhà không có chuông, nhà lớn gì không có chuông á. Bớ người ta. Có chuyện gì vậy? Dạ, chào ông, chào bà. Ủa, trời ơi, Quân, có sao không con? Bà nội. Nè. Mùi rượu nức nồng, cái thằng này có lỗi mà không biết sửa, còn đi ăn nhậu cái kiểu này nữa. Thôi mà ông, bây giờ đưa nó vô trong nhà trước đi, rồi mình tính sao. Hư đốn thiệt. Nè, ông. Ông phụ tôi đưa nó vô nhà chứ. Cái ông này. Dạ con chỉ chở về thôi chứ con không biết gì hết. Ý bà muốn hỏi con là tiền xe hết bao nhiêu vậy? Dạ không, hồi nãy ảnh đưa con 50 rồi. Vậy hả? Dạ. Hay là bây giờ con phụ bà đưa nó vô trong nhà giùm được không? Đâu không khiên nổi. Bà sẽ gửi thêm tiền cho con mà. Dạ, để con phụ bà. Đi vậy nè, đi vô nha.
Ủa, sao mình về đây được vậy? Chở dùm chú xe đi bác Tài. Hả? Lại là anh đó hả? Ngồi yên đi chơi. Ngồi yên, bé bây giờ. Tức thiệt. Có ai muốn chở về đây sao tự nhiên chở về đây làm chi gì không biết nữa. Bực mình. Tôi không có tin anh đâu. Nè, nhanh lên. Ký cái gì nữa? Ký vô đây. Tôi không cần. Tôi đi mẹ. Tôi vô nhà. Ký vô ngay. Nhất định phải kiếm con nhỏ này trả thù mới được. Trọng quá. Ủa bà nội, sao nội với cô không bao giờ mà gõ cửa trước khi vô phòng hết vậy? Ủa, con làm gì bí mật trong này hay sao? Bắt mọi người phải gõ cửa. Thiệt á, trả lời cũng giống như nhau nữa. Nhiều chuyện quá. Ăn đi nè. Ủa, mà con tính đi đâu vậy? Nè, ông nội cấm túc con rồi nha. Bữa nay con không có được đi đâu hết trơn á. Ngoan ngoãn ở nhà đi. Rồi nội sẽ lựa lời khuyên ông nội giùm con. Tại con nhỏ đó hết, đã bị la rồi, giờ còn bị nhốt ở nhà nữa chứ. Quân, con đừng có cứng đầu nữa. Ông bà nội làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Nè, bộ giận bà nội hả? Nội, nội cho con qua nhà bạn con nha. Hôm qua giờ con cũng bên nhà ảnh mà, đâu có sao đâu nội. Thì con nhìn con đi nè, bèo vậy tiền đâu mà mướn thám tử tư tìm hiểu về thông tin của cô. Cũng hên ông trời cũng thương con. Thằng con của con á là bạn thân với thằng cháu của cô, chỉ cần hỏi Quân cái ra hết liền à. Không được, tôi nói cho con biết, từ nay nội cấm con không được chơi với thằng Khôi nữa đó, con biết chưa? Ủa, sao kỳ vậy? Hồi trước giờ con vẫn chơi với anh Khôi bình thường mà, nội có cấm nói gì đâu, sao giờ nội vậy? Nội không cần biết, nội không có muốn nói nhiều với con nữa. Nếu mà con không nghe lời nội á, thì nội sẽ về phe của ông nội. Từ nay á, nội sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của con luôn, con biết chưa? Nội, cần phải tìm cách tách thằng Quân với gia đình đóng được. Với lại người của thằng Dũng chắc chắn sẽ còn dòi tiền. Cần phải tính cách trị thằng đó trước khi quá muộn. Thôi được rồi, nội khỏi suy nghĩ nữa. Nếu nội không thích thì thôi, bây giờ con đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, ở nhà cho bà nội vui. Ây da. Ủa, con sao vậy? Hả? Tự nhiên sao bao tử con đau quá. Chắc tại tối con uống rượu hơi nhiều. Nè, con đợi chút xíu nha. Nội kêu cô Hồng lấy thuốc đau bụng cho con. Hả? Dạ. Ráng nha. Dạ. Cô Hồng ơi. Cô Hồng. Cuối cùng cũng tìm được số điện thoại của bà Trăng này. Lần này thì cô chết chắc. Dạ, mình gọi là một gỏi đu đủ, một tôm rang me, một lẩu gà lá giang đúng không anh? Đúng rồi em, cho nước cay thôi nha. Dạ. Dạ, em xin lỗi. Alo. Nè, cô ở đâu? Ra gặp tôi đi. Thù mới nợ cũ, giải quyết luôn một lần. Trời ơi, tôi không có biết anh là ai hết trơn á. Đừng có gọi điện thoại mà lừa gạt người ta nữa. Hôm như anh ở dưới quê tôi có đầy. Thùng. Ê, alo. Hai anh uống bia hay là nước ngọt ạ? Cho anh nước ngọt đi em. Dạ. Dạ em xin lỗi. Ôi, cái gì vậy trời?
Lô. Nè, tôi là Quân nè. Sao cô tắt máy tôi vậy? Trời, thì ra là anh hả? Sao nãy giờ ông nói sớm? Thiếu gia ơi, thiếu gia, tôi còn phải đi làm nữa, tôi không có rảnh như anh đâu. Là hai anh uống nước ngọt luôn đúng không anh? Đúng rồi em. Dạ, chờ xíu em có liền ạ. Dạ, mời quý khách chọn món ạ. Cô? Là anh hả? Thì ra cô làm ở đây. Nè, anh bám theo tôi đúng không? Nè, tôi không có rảnh rỗi đâu mà bám theo cô. Cái này người ta gọi là quan gia ngõ hẹp đó. Thôi, tôi xui xẻo lắm với quan gia ngõ hẹp chung với anh á. Bây giờ anh tới đây ăn thì tới đây phá. Tới đây ăn thì chọn món lẹ đi. Còn tới đây phá, mời về. Ê, thái độ của bộ không được thân thiện với khách đó nha. Có sổ góp ý không? Đưa đây, tôi muốn viết vài dòng cho quản lý của cô coi. Nè, thôi được rồi, để tôi coi coi có món gì. Ăn gì? Món chiên hả? Món chiên thì bây giờ dầu mỡ lắm, không thích. Món cay, giờ này trong người không được thoải mái, ăn món cay chắc cũng không phải là giải pháp hợp lý. Món nước hả, nhìn có vẻ hấp dẫn đó, nhưng mà bây giờ thì không có tâm trạng ăn món nước. Còn món nè, tôi thấy cái món này hợp với anh lắm. Anh ăn món menu bằm không? Bằm 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 nhuyễn ra như vậy nè, ăn không? Thôi được rồi, cho tôi phở đặc biệt. Cái gì vậy? Ở đây chỉ có phở bình thường thôi, không có phở đặc biệt đâu. Thì cô làm cho nó đặc biệt đi. Ủa, tôi đâu phải đầu bếp đâu. Nhưng mà đầu bếp hiểu cô nói cái gì đúng không? Cô biết nói không? Biết. Chờ một chút. Mời quý khách. Phở gì ngu ngắt vậy? Vô làm cho tôi tô khác đi. Ủa, tô phở còn nóng, tôi mới vừa bưng ra thấy còn khói bay lên kìa. Đối với tôi vậy là nguội rồi, tôi ăn phải sôi gục lên mới ăn được. Còn vậy là chắc còn sống rồi đó. Được. Đó, sôi sùng sục rồi đó. Anh dám nói nguội nữa không? Nè cô, chuyện gì nữa đây? Phở đặc biệt của quán này là khuyến mãi hay mấy cọng tóc vậy đó hả? Tóc đâu? Nhìn đi, thấy không? Nè, thấy chưa? Nè, anh phá tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, quán này có camera đó, nghe chưa? Anh làm gì là tôi thấy hết đó, đừng có đó mà chọc tôi. Tôi không có rảnh đâu mà phá cô. Ok, vậy bây giờ tôi đi xuống dưới coi camera lại nha. Nha. Ê nè, thôi được rồi, bây giờ tôi không muốn ăn phở nữa. Cho dĩa cơm sườn đi. Vậy phải ngoan không? Cái gì vậy? Ủa, anh bị khùng hả? Anh thật sự rảnh tới cái mức mà tôi đi đâu là anh theo đó vậy đó hả? Rồi anh tránh ra đi, tôi còn đi làm chỗ khác nữa. Ê, rốt cuộc cô làm bao nhiêu nghề vậy? Người bình thường người ta làm một nghề, tối đa hai nghề thôi. Còn cô đi đâu tôi cũng thấy cô làm hết á. Tôi làm bao nhiêu nghề, tôi làm nghề gì thì kệ tôi, miễn sao tôi kiếm tiền được là được rồi. Tránh ra cho tôi làm. Khoan, cô xin lỗi tôi đi. Mới tôi phải xin lỗi anh hả? Tôi làm sai cái gì với anh mà tôi phải xin lỗi?
anh phải xin lỗi tôi mới đúng đó. Từ hồi sáng tới bây giờ anh làm phiền tôi biết bao nhiêu lần rồi hả? Cô tưởng tôi rảnh lắm hả mà đi theo cô? Nè, tại vì cô mà hết lần này tới lần khác tôi bị cả nhà la đó, cô biết không? Tôi không biết gì hết trơn á. Còn anh có biết là họ chở một cái người say xỉn như anh về là cực khổ tới cỡ nào không? Nhìn cái điệu bộ say xỉn của anh nó hên là gặp tôi á, tôi chở anh về á, chứ gặp người khác là người ta cho anh ngủ ở ngoài đường rồi. Tôi chưa tính với anh mà anh còn tính với tôi nữa là sao? Ok, thôi được rồi, bây giờ cô khỏi cần xin lỗi tôi. Cô mua kem cho tôi ăn đi. Trời, thì sao rồi tôi mua kem cho anh ăn? Mắc gì tôi phải mua kem cho anh ăn? Trời ơi, thiếu gia ơi, đặt thiếu gia tôi lạy anh. Anh sinh ra là đã đẻ bọc điều rồi, anh có cái ăn cái mặc rồi. Anh không cần phải lo cái gì hết. Còn tôi không có được may mắn như anh. Tôi còn phải đi làm, tôi kiếm tiền, anh hiểu không? Trời, muốn ăn kem đúng không? Đây nè, cho 20.000 nè. Rồi đi mua kem ăn giùm cái đi. Đó, tôi mời anh ăn kem á. Cảm ơn nha. Nè nè nè, cái tiền này á là tiền cô bù đắp cho thiệt hại của cô gây ra cho tôi. Chứ cái gì mà mời với không mời. Trời, tôi tránh ra, tránh ra. Tôi tức quá à. Trời đất ơi, cô đàn bà con gái gì mà hở chút xíu là cô vợ thôi bạo lực hay vậy? Đúng rồi đó. Tôi không biết tại sao mà mỗi lần tôi gặp anh á hả là tôi ngứa ngáy tay chân á, anh biết không? Hả? Nè. Trời ơi, máu. Máu. Nè. Ốt nè. Không. Cô đánh tôi chảy máu luôn. Không phải tại tôi nha. Thôi ngồi xuống. Ngồi xuống. Ôi. Cúi xuống. Không phải, không được. Bà nội tôi nói chảy máu cao là phải ngước lên. Trời ơi, y học nói là phải cúi xuống. Không, bà nội tôi nói là phải ngước lên mới hết. Trời ơi, bây giờ coi như bà nội anh đúng đi. Anh cúi xuống cho tôi. Rồi. Ngồi yên đó. Đó. Thấy chưa? Rồi, bây giờ bà nội anh đúng hay là y học đúng? Hả? Hai cái đều đúng. Tôi đi á. Cảm ơn cô. Biến thái. Không có. Cô hiểu lầm rồi. Ôi, chứ anh nhìn gì? Thì tôi nhìn cái đó đó. Cái đó biến thái. Tôi hiểu lầm rồi. Chứ anh nhìn gì? Tôi nhìn cái nút kìa. Cô không gài rồi cô còn đánh tôi nữa. Thì ai biểu không nói sớm chi? Tại cô làm tôi sợ quá cho nên tôi mới chảy máu cam nè. Mà tôi sợ không sợ gì cũng bị chảy. Tôi mặc kệ anh luôn á. Nè, cô chậm cho tôi đi chứ. Không, tự chậm đi. Ê, cô đi đâu vậy? Làm ơn mất quán mà. Trong con thời gian đẹp lắm.